các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Phụ Kiện Ba Mìn. Video này mình sẽ hướng dẫn các bạn là chép danh bạ, chuyển danh bạ từ iOS, iPhone của Apple sang thiết bị Android, Samsung, Galaxy. Nghĩa là sao? Khi mình chuyển đổi từ iOS qua Android, từ Apple sang Samsung, thì cái điều phức tạp hay là dữ liệu của mình cần thiết mình chuyển qua. Ở đây mình có chuẩn bị một cái Samsung Galaxy S6 và một cái iPhone 6. Bây giờ công việc của mình hướng dẫn các bạn là chuyển danh bạ từ iPhone qua Samsung. Đầu tiên là mình phải chuẩn bị một cái máy tính và hai cái cổng cáp kết nối giữa iPhone máy tính và Samsung với máy tính. Việc đầu tiên của mình là xuất danh bạ từ iPhone qua máy tính. Rồi mình cắm cáp để mình xuất danh bạ từ iPhone qua máy tính. Đó, mình sẽ dùng phần mềm Bluetooth. Đây, danh bạ này, danh bạ rất là nhiều, danh bạ trên Samsung, danh bạ trên Samsung. Bây giờ mình sẽ xóa nó hết đi để mình sẽ cho các bạn coi. Rồi, danh bạ này hết đúng không? Hết danh bạ trên Samsung. Bây giờ mình sẽ copy, mình chuyển cái danh bạ từ cái iPhone này sang qua cái máy tính của mình. Mình bật cái phần mềm Bluetooth lên nè. Mình vô cái mục dữ liệu nè, data này, thấy không? Đó, mình kiếm cái mục danh bạ đây. Danh bạ đang là 4.000 mấy danh bạ, rất là nhiều luôn. Đó. Bây giờ mình sẽ xuất cái danh bạ này qua cái máy tính. Bây giờ mình sẽ chọn vô mục sao lưu này. Thấy mục sao lưu không? Rồi. Sao lưu ở đây mình sẽ chọn ở dạng CVS hoặc là VCAT đều được. Mình sẽ chọn cho một cái VCAT này. Những cái định dạng này thì VCAT hoặc là CSV thì bên Android, bên Samsung nó đều nhìn được hết nha. Đây. Mình sẽ lưu ở mục desktop để cho dễ nhìn. Rồi, sao vô. Đang sao lưu. Việc của mình là chờ thôi. Rồi, sao lưu danh bạ hoàn tất. Ok. Bây giờ mình sẽ coi cái file ở ngoài máy tính của mình. Đây, cái file danh bạ nãy mình xuất từ iPhone sang máy tính nè. Đây, bây giờ việc của mình là chuyển cái file danh bạ này vô cái máy Samsung Galaxy. Quá đơn giản. Mình sẽ cắm cáp kết nối với lại máy tính. Bây giờ mình sẽ copy cái file này vô một cái folder ở trong cái điện thoại Galaxy S6 này, thấy không? S6 này, cái thiết bị Android của mình đó. Bây giờ ví dụ như mình bỏ đài vô trong cái mục phụ kiện ba miền đi, PK3M này đó, mình paste ở đây, nó hỏi có chuyển đổi hay không, chọn no luôn, paste này. À, luôn hỏi copy không, copy đi. Rồi copy xong rồi, việc tiếp theo của mình là mình vô danh bạ này, không có đúng không, mình sẽ chọn nhập danh bạ. Nhập danh bạ ở đâu? Từ thiết bị đó. Bây giờ mình quay lại nè, nhập danh bạ có thiết bị, nó sẽ quét trên thiết bị mình có một cái file danh bạ, hai cái file chứ, một file cũ này, một file mới từ iPhone. Mà mình sẽ chọn cái file từ iPhone, mình sẽ bấm vô hoàn tất cho nó load cái danh bạ này. Đó, khi load thì sẽ báo đang chép nè, thấy chưa, hệ thống đang chép vô, quá dễ dàng luôn. Danh bạ này thấy chưa, rất là đơn giản, nhưng mà có rất nhiều người không có biết hoặc là không có xài thì điều hành này không có biết. Đó, cái video mình đã hoàn tất việc sao chép danh bạ từ thiết bị iOS, iPhone của Apple sang thiết bị Android, Samsung Galaxy của Samsung. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video.